Hươu cao cổ trong tự nhiên sống ở châu Phi rất dễ nhận biết là nhờ cái cổ của nó rất là dài. Cổ của nó dài tới 1/2 cơ thể. Ví dụ như một cái con hươu mà cao 5 mét đó, thì chiều cao từ chân của nó đến thân của nó là 2,5 mét. Và chiều cao từ cổ đến đỉnh đầu của nó là 2,5 mét. Cổ của con hươu dài như vậy là để thích nghi với điều kiện khí hậu khô cằn ở châu Phi. Cổ của nó dài để vươn tới những cái cành cây cao và ăn những cái lá non. Đặc điểm của hươu cao cổ đó là nó có chiều cao từ 5 mét cho đến 5,5 mét. Nó nặng khoảng chừng 2 tấn con trưởng thành. Hươu cao cổ trong tự nhiên là sống ở các thảo nguyên và rừng núi ở châu Phi. Thức ăn yêu thích của nó là lá cây ở trên những cái cành cây cao. Một con hươu cao cổ có thể sống được đến 30 năm. Ở đây người ta cho hươu cao cổ ăn, người ta cũng treo lá cây ở trên cao để cho nó ăn. Cái chuồng của hươu thì nó cũng rất là cao. Cái chuồng này nó cao phải chừng 10 thước. Trong cái khu hươu cao cổ này nó có 3 con, 2 con hươu lớn với lại 1 con hươu con. Đây, đây em. Cái chuồng hươu người ta có làm một cái hàng rào bằng sắt để cho hươu nó không có đi ra ngoài, cái ngăn cách giữa chuồng hươu và người tham quan.